nhiều địa phương của Ấn Độ đang ngập trong nước. Lũ lụt đã nhấn chìm nhiều vùng sản xuất nông nghiệp. Có thời điểm, mực nước ghi nhận đạt kỷ lục trong vòng 40 năm. Những năm qua, chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với nắng nóng bất thường. Thập kỷ 2010-2020 trở thành thập kỷ nắng nóng kỷ lục. Nhưng cùng lúc, mật độ bão lũ cũng tăng lên. Các nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu đang hủy hoại chất lượng dinh dưỡng của nông sản. Song song với đó là làm suy giảm năng suất cây trồng. Lũ lụt lại đến ngay sau những đợt nắng nóng kỷ lục tại Ấn Độ. Số liệu của Trung tâm Khoa học Môi trường Ấn Độ cho thấy, trong 365 ngày của năm ngoái, có tới 314 ngày, các địa phương của nước này phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Mía đường là cây trồng mới nhất phải hứng chịu cảnh mất mùa. Trong khi nhiều loại gạo hiện đã nằm trong danh mục cấm xuất khẩu do năng suất bị ảnh hưởng. Như năm ngoái, Ấn Độ đã phải chứng kiến tình trạng mưa bất thường vào tháng 11, tháng 12, đặc biệt là tại các bang phía Bắc, mưa như chút. Nó đã làm ảnh hưởng đáng kể tới sản lượng gạo, bởi đây cũng chính là thời điểm thu hoạch đối với lúa gạo. Hiện tới 25% tổng sản lượng lương thực toàn cầu là có xuất xứ từ Ấn Độ. Cách mạng xanh đã đưa đến những bước nhảy vọt về năng suất trong nông nghiệp. Vậy nhưng khi thời tiết cực đoan diễn biến ngày càng khó lường, nông nghiệp Ấn Độ lại đang lo ngại bị tụt lại phía sau. Chúng ta thấy hạn hán ngày càng dữ dội tại nhiều vùng, nhưng nông nghiệp hiện lại vẫn đang tiêu tốn tới 80% tổng lượng nước của Ấn Độ, trong khi phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của 1,4 tỷ dân chỉ cần có 5%. Thế nên một yêu cầu rất quan trọng giờ đây là phải phát triển ngay những giống cây trồng chịu được hạn và cả những giống cây trồng thích nghi với lụt lội nữa. Trong năm ngoái thì Ấn Độ đã ghi nhận khoảng 3.000 trường hợp tử vong do các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhưng chưa hết, nắng nóng lũ lụt còn khiến mùa màng thất bát. Như lần gần nhất thế giới phải đối mặt với hiện tượng El Nino hồi năm 2016, thì tại Ấn Độ người ta đã chứng kiến tình trạng nông dân tự tử tăng vọt như tại các bang Maharashtra hay Karnataka. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ Ấn Độ.